PUBG Mobile chính thức bắt tay cùng nhãn hàng LifeFriend với những skin và trang phục siêu ngộ nghĩnh đáng yêu, chỉ có tại vòng quay LifeFriend. Đây là vòng quay không trùng lặp, chắc chắn nhận được toàn bộ vật phẩm của vòng quay với khoảng 15.000 UC. Khi rút thăm đủ 6 lần ở vòng quay nhỏ, bạn chắc chắn sẽ nhận được một vật phẩm ở vòng quay lớn. Nếu may mắn, bạn có thể rút thăm trúng pin năng lượng trước và kích hoạt vòng quay lớn mà không cần hoàn thành vòng quay nhỏ. Nếu bạn đã chọn rút thăm tất cả và trúng pin năng lượng thì sẽ được hoàn trả số UC chưa dùng tới. Chúc bạn may mắn!